Rồi lần nữa hôm nay tụi mình sẽ làm món sandwich bò. What we making bub? Steak sandwich. Kiểu của Úc. Nếu mà mấy bạn muốn biết cách làm thì hãy theo dõi tụi mình ha. We go. What do we need in there, bub? Need some banh mi. Onion, beetroot, tomato, pineapple, steak, good Aussie beef. Did I say onion? Yeah, you did. Okay. Lettuce. Yep. Nguyên liệu mà các bạn cần là bánh mì sandwich. Và đây là củ dền chua ngọt trong cái hộp này. How many tomatoes do you want? We need maybe two. Yeah, just cut the amount that we need. Và cà chua hả mấy bạn? Và các bạn cũng cần hành tây nè, khóm và salad. Và tất nhiên là thịt bò. We also need a bit of cheese, isn't it? Yeah, our cheese too, yeah. Yeah, một ít phô mai. It's quite delicious meal, isn't it? Easy for Friday night. Very easy. Món sandwich này ăn rất là ngon ha. Và cũng dễ làm nữa. Làm nhanh tiện lợi. Thì anh ấy đang chuẩn bị you nguyên don't have liệu. This lettuce in Vietnam, do you? This lettuce? Lettuce. I'm not sure. I haven't seen it in Vietnam. Hồi anh ấy nói là hình như là cái loại salad này không có ở Việt Nam hay sao á. Không, mình không nhớ là có hay không nữa. Có không mấy bạn nhỉ? Maybe. Yeah. From Đà Lạt or something. Yeah. Không biết ở ngoài Đà Lạt có bán loại salad này không ta? So, we've got some pretty cheap steak. So, we need to tenderize it a bit to try and soften it up a little. Oh, is it? Not because that you cut it the wrong way. And I cut it the wrong way too. Thịt bò mà hổm hổm tụi mình mua. Ảnh cắt theo cái thớ dọc á, cho nên bây giờ mình cần phải làm cho nó mềm tí. Ảnh sẽ dùng búa để làm cho nó mềm ra tí. Mình nghĩ cần phải nặn vô chút chanh, chút muối, chút tiêu. We need some lime, isn't it? Yeah, we could put the lime on it. Just gonna beat it at the moment. Yep. Okay, let's get rid of this tomato. Cách tốt để giảm stress sau giờ làm việc. Is that right? Okay. Và đây là miếng thịt bò sau khi mà được đập ra. Nhìn nó có vẻ mềm hơn ha. Và bây giờ trong khi chồng mình vẫn còn đang đập thịt thì mình sẽ để một chút dầu vô cái chảo và xào cái hành tây lên. Thấy mấy bạn, các bạn xào lửa vừa cho tới khi nào hành có màu nâu thì nó mới ngon. Cái
này là bếp điện. Mình đang dặn chế độ vừa. Chắc mình chỉnh hơi cao lên tí. Tại vì bếp điện đó, nó không có được nóng như bếp ga. Noisy bếp ra đến. Ok, nãy đã đập thịt xong, hồi nãy giờ đập sùm. So noisy. Xin lỗi đó nghe không? Right, does the master wanna cook now? No. I've got an important bit of business going on over here if you want to take a look. Ok. Vậy thì mình cứ để ở đó chờ. Mình dặn lửa nhỏ lại một tí. À, he's preparing a bit of red wine, isn't he? Anh định ăn cái món sandwich này với uống với một chút rượu đỏ của Úc đó mấy bạn. Rượu nho. Yo. Kìa. Vô kìa. How is the wine? Yum. Beautiful. Anh nói rượu nho nó ngon lắm. Everyone should try red wine in Australia if they come here, isn't it? Yeah, lovely. Anh nói là red wine. Yeah. Anh nói là khi mà du lịch đến Úc á, các bạn nên uống thử rượu nho của Úc. Mà tốt cho sức khỏe nữa. Khi mà mình uống một cái mức độ vừa phải á, uống cỡ khoảng một cốc nhỏ sau cử ăn cái gì vậy? Ăn chung với cử ăn á. I turn the heat on medium if you wanna turn it high or something, it's up to you. Okay. What we're going to do is some oil. Some plate. Để một chút dầu ăn vào cái dĩa. Đó là dầu olive oil. Also not too bad for you, I think. Yep. Right. Các bạn bắt đầu để miếng thịt bò vô. Tiếp tục làm vậy cho tới hết mấy miếng thịt bò ha. This is how you might get the become tenderized, right? This is to get it ready for cooking. Oh yeah. It's already tenderized, see? Oh yeah, yeah, yeah. You okay. See it's all beaten up. Yep. Anh nói cách này. Anh nói làm như vậy thì để sẵn sàng chuẩn bị nấu. Now salt and pepper on there, please, Hugh. Gonna cook the beef, here we go. Okay, giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu thịt bò hả mấy bạn? Ooh yeah. Ready? Yes. Các bạn sẽ nấu cỡ khoảng mỗi mặt 1 phút. Tại vì bò này á, mình đã đập nó ra rồi cho nên nấu khá là nhanh. Hẳn nhanh hơn nữa nếu các bạn muốn ăn tái một tí. Nice and hot. Yeah. Anh ấy nói là nó cần phải nóng. Now a little tip. A little tip for all you cooks at home. If you're gonna cook beef, make sure you do it with wine.
À, nó có một cái mẹo là nếu mà các bạn nấu thịt bò thì hãy đảm bảo là các bạn uống rượu nho trong khi đang chiên thịt bò. Thiết kỳ vậy. Yeah. Bây giờ các bạn sẽ đảo qua mặt kia. Bò bây giờ đã vàng ha. Vì bây giờ mình đang có bầu cho nên mình ăn phải hơi chín một tí. I suggest this hand to everyone, but các bạn có thấy loại chảo gang này không? Cái này là chảo gang mà loại mỏng đó các bạn. Vì cái loại chảo này rất là tốt khi mà các bạn muốn chiên đồ mà tạo cái mùi khói á, giống như là trong những nhà hàng Trung Hoa vậy đó. Ở bên đó thì ảnh đang nướng bánh mì sandwich để sẵn sàng. Yeah, cast iron definitely holds the heat a lot better than stainless steel. Yeah, and also it creates heaps of flavor for the food. Bóp lóp cái tên ấy. Đây là cái chảo mà hai vợ chồng mình thích nhất luôn á. Ready. Ok, bây giờ là thịt bò đã sẵn sàng. Để vào tô thôi. Ngon chưa? Ok. Bây giờ bánh mì cũng đã sẵn sàng. Đây là cách các bạn làm nha. Some cheese, một ít phô mai. Tasty cheese. Đây là phô mai hiệu Tasty, nhưng mà các bạn có thể xài phô mai mozzarella. They can use mozzarella instead, isn't it? Yeah, whatever you like. Các bạn có thể xài bất cứ loại phô mai nào mà dẻo dẻo thì nó sẽ ngon hơn. Okay, couple of pieces of steak. Yeah, tụi mình sẽ bỏ thịt bò vô. Pineapple. Một ít khóm vô. And some grilled onion. Yeah, một ít hành tây xào vô. Lots of grilled onion, right? It's really tasty. À, nó là bạn cần phải để rất là nhiều hành tây, tại vì hành tây là cái điểm nhấn của món ăn này á. Okay, on that goes some. Và bây giờ các bạn để barbecue sauce vô ha. Can you show them the barbecue sauce, bub? Đây là barbecue sauce, sauce thịt nướng á mấy bạn, ở bên mình có bán á. Ok. And on that one, some tomato. Yes. Và một ít cà chua ha. And last but not least. Oh, not pick. Not that far. Not that far yet, ok. Mình cứ nghĩ đây là món cuối cùng, nhưng mà anh nói là chưa có phải là món cuối cùng để vô. Đây là củ dền mà ngâm chua ngọt các mấy bạn. Cái này mình có thể làm tại nhà được. Nếu mà bên Việt Nam mình không có mua được thì bạn cứ để một chút giấm và đường á pha trộn với nhau. Some lettuce. Và đó là một ít salad. Yeah, bun mì on top. Bây giờ bánh mì. Squish it down a bit. It's a bit easy to cut that way. Okay. Bạn đè chút xuống như vậy thì cắt sẽ dễ hơn. Okay, that one's for boy. Anh nói là cái đó cho vợ ơi đó. This one. Have a look at that one. Đó, các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Looks alright, right? Looks really yummy, isn't it? Yeah. Bây giờ là tới lúc anh ấy ăn thử và nói cảm nhận. Tell everyone how you feel about it. Smells amazing.
Nó ngửi rất là thơm. So many different flavors in there. Có rất là nhiều. You can chuck some like pickled veggies on there too. Mm-hmm. Maybe some pickled cucumber or you know, whatever you like. Mm-hmm. Hang it on. Yep. See how it tastes. Okay. Mmm. How's it? That's so good. What's the combination of the flavor in there? Này nó rất là ngon. That beef, the tomato and the beetroot and the onion. It's so good together. And so easy to make. Cái sự phối hợp hương vị của thịt bò, cà chua, hành tây, củ dền ngâm, tất cả mọi thứ và một chút phô mai nữa, rất là ngon. How about combine it with some red wine? Mm. Will be good. Definitely good with red wine. Món này ăn rất là ngon các mấy bạn, mà lại dễ làm nữa, tiện lợi vào ngày thứ sáu cho gia đình hoặc gì đó. Ok, cảm ơn mấy bạn đã quan tâm và theo dõi video hôm nay của tụi mình. Nếu như các bạn thích thì mời các bạn bấm like, subscribe và chia sẻ rộng rãi và bình luận để giúp cho kênh của tụi mình phát triển ha. Bye bye. Alright, bye bye, bye yo. Bye.